Xin chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh Châu miền Tây TV nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục lâu rồi mình cũng chia sẻ cái clip làm xây dựng nha. Thì hôm nay mình làm một cái căn nhà cấp 4 ở tháp 10 ngang cô chú anh chị bạn. Thì ở đây đang chuẩn bị chỗ móng một cái móng bằng ở dưới nền đó. Tại vì cái thời điểm dưới đó nó sâu, nên đất nó sạt xuống nên mình làm cái đó trước. Rồi mình sẽ đặt trên này. Thì đang cái đội này đang trộn bê tông nè. Giờ vô gạo cô bé đổ xuống luôn ngang cho chú chị bạn. Một gói là một gạo luôn nha. Anh tài xế là chủ nhà luôn nha. Đổ nơi mé bên đây chút xíu, đừng có ra ngoài chút. Qua đây luôn nha. Đây. Qua khoảng đây luôn. Ở đó đi. Hỏi trong đường đổ xe đây nữa rồi. Ừ.
cái này cũng tiếp tục nha cô chú gì bạn, đổ món băng này. Thì cái này mình tới đầu mình đổ tới đó ngang nè, cô chú gì bạn, đổ sáng về rồi. Đổ được nhiêu đây nè, hôm nay mình đang trước đang đổ tiếp tục nè. Nghiêng vô nghe, nghiêng vô.